Con nước cho ai vậy? Cho cô Mai hả? Có hai cô lận mà. Cô Mai xin nè. Cô không có xin. Ôi cảm ơn nhà sữa nha. Mẹ ơi, đứng gần nữa. Cô ơn nữa. Cô ơn một ly nữa. Cô ơn nhà sữa nha. Ôi, thấy thương không? Trời ơi. Ok. Được cho đủ chưa? Được chưa con? Rồi. Kẹo rồi. Đó. Có bánh gì không lấy cho cô Mai với con ăn uống với rồi. Ăn gì? Ăn của con sao? Lấy hết đồ ăn của con sao hả? Vậy giờ sao? Có gì cho cô Ngân với cô Mai ăn, tại cô Ngân với Mai đi quay về đói á. Có gì nào? Hả? Mở ra lấy cái gì nào? Tắm cho cô. Hết hai miếng này nè. Không. Đừng đừng đừng. Đây. Đây chị sửa lấy cho. Hai cô mừng. Nha. Thôi nè nè để chị sửa đem cho ông Tiêu ơi, không sao đâu. Ông Tiêu về nhà ông Tiêu lấy cái khác đi. Ông Tiêu về nhà ông Tiêu lấy bánh cho cô Ngân với cô sửa đi cô Mai đi. Ai cũng thương hai cô chưa hết. Đây. Rồi đưa một cái cho ông Tiêu mang ra cho cô đi. Con muốn mang ra cho cô hả? Rồi vậy ông Tiêu về, ông Tiêu lấy bánh của ông Tiêu cho cô đi. Ôi, cảm ơn sữa nha. Cảm ơn sữa nha. Đều. Trời ơi. Ông Tiêu nó cũng dành, ông Tiêu nó cũng dành đưa hai cô nữa kìa, mình không có gì để đưa cho. Ông Tiêu có gì không con? Cảm ơn. Cái này bánh màu hồng. Đâu, trà sữa bóc bóc giùm cô coi, cái này bóc sao? Bánh gạo. Không, cái này nè, đây chị sợ. Không mở cái đây đây con chị cô bóc cái này. Không, cái này nè, gạo cặp. À, để nó cặp. Hai đứa học sinh là chung lớp luôn á trời. Mày sẽ lớp đôi lớp Tiêu là hai đứa học chung lớp đó. Đúng rồi. Bình thường chứ gây lộn hoài à. Ờ. Ơ dơ rồi. Ơ dơ rồi mà dục luôn hả? Lụm lên lụm lên bỏ. Con lụm đi con. Con lụm cái dục thùng rác đi. Ông Tiêu nè con. Bỏ ra đây. Xé cho cô luôn hả? Wow. Ôi tận tình chưa. Cái này thì không bị dơ ha. Cái này mình lụm được. Không được cặn sữa. Ngon quá. Cô ăn cho no đi. Con nhịn no. Con hết luôn hả? Con ăn luôn. Con ăn luôn. Đây cô bóc ra cho. Chị ăn này không? Dạ thôi. Không hả? Cho dạ, con thương ngoại. Ừ. Đứng lên thôi. Đứng lên tôi, tới giờ của tôi rồi. Tới giờ của ngoại. Kêu hai cô uống nước đi. Mình ăn này không biết mình có điểm nào. Nhà có trà sữa tiếp khách cũng được quá ta. Cúc em nè. Mốt có gì. Tiếp khách thôi giỏi. Lần nào sữa, tới sữa cũng cho ăn kẹo bánh ngập mặt cho. Càng có một lòng mơ để hết nữa. Mình thương có một lòng á. Có chào lòng luôn. Nè. Ngon quá à, qua trà sữa nào không có đồ ăn. Ủa hai cô chưa có cảm ơn sữa kìa, cảm ơn chưa? À, cảm ơn sữa nha. Cảm ơn sữa nhiều nha. Bữa sau đến nấu cơm cho con ăn. Người lớn cho người nhỏ, của mình người nhỏ phải cảm ơn. Cơm đâu. Mà người nhỏ cho người lớn thì người lớn cũng phải cảm ơn không? Đúng không sữa? Ngon quá. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nha. Giỏi. Bữa nay đang đi con. Kể gì nghe con ăn coi nè. Nghe coi nè. Qua đây con. U cha ơi sao anh. Lủng một lỗ ở giữa rồi kìa. Chết rồi. Rồi nè. Này. Trời ơi. Đâu con nghe ra con nào con nghe ra. Ui trời. Bóc Tiêu cũng bị nhổ răng rồi. Cái này buổi tối có hay đánh răng không? Có. Dạ có. Cháu Tiêu nữa hả? Trời thương vô kìa. Xin chị. Nè. Dạ có. Bữa nay cô Ngân với cô Mai đi đóng MV cho cô Thanh Ngọc. Thấy bữa nay đồ cô Ngân đẹp không? Mặc đồ bộ nhà mắc cự quá. Đẹp không con? Cô Ngân hay cô Mai đẹp hơn? Ai đẹp hơn? Cô Mai đẹp hơn. Bữa nào cô Mai mang bắp gan cho con nha. Mang bắp luộc cho con nha. Hai cô đẹp. Wow. Hai cô đẹp luôn. Xuất sắc. Hai cô đẹp. Đẹp lắm nha. Sao con nói hai cô xấu quá sợ? Lòng lắm, thấy sao nói vậy à? Đúng rồi, chạy giờ con. Dẹp đi. Con làm gì
được. Trời ơi, trời ơi, khỏe chưa? Ghê chưa? Tập tạ đó. Đừng trúng cái mặt luôn nha. Ông này cũng đua đòi lắm, thấy bà chị làm gì để làm gì thì hai đứa nít còn nít nó vậy, cho nên là nó tranh ra làm á. Vô thấy chị sữa muốn đưa múc nước cho hai cô, là muốn múc nước lấy bánh, là cũng muốn lấy bánh. Ngon quá, ngon quá hả? Ngon con ơi, chưa được ăn miếng nào. Chưa cắn miếng nào. Cho ba cá cho cô mang nữa. Ngon quá sữa ơi. Dê nè, vô nè. Ba đứa mình dê. Ăn hết rồi nè. Cô ở hai ở, cô hai ở, cô ở đây chơi. Con hai con nữa. Dê rồi con nè, con ăn luôn, cô bóc cho. Tên con này hả con? Con. Ủa, cho khách. Thôi con hai nha, cô rảnh qua chơi với con nha. Chuyện mới đi học về hả? Dạ đúng. Nay đi học ăn gì? Nay cô giáo cho ăn gì? Ăn mắm. Dạ, ăn mắm gì? Con ăn nấm. Nấm hả? Ê, nấm bún hả? Bún. 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 Nghe nấm. Bún. Nay con đi học có khóc không? Dạ. Ốc tiêu có khóc không? Dạ khóc. Rồi con dở ốc tiêu làm sao? Dở bằng cái đầu. Dở sao đâu, dở cho hai con coi đâu. Dở bằng cái đầu. Dở sao? Rồi, dở đâu, dở vậy? Đi ốc tiêu. Đây, sữa nhìn mập mạp hẳn ra. Mới đi làm gì? Gấp đâu ốc tiêu rồi? Con dở ốc tiêu. Con là ốc tiêu. Ốc tiêu con mày đây. Trời ốc tiêu. Ốc mà không nhục quê. Nhục quê. Nhục quê mới đúng rồi. Nhục quê hả? Nhục quê. À nhục quê. Tên kỹ quá à, sửa đặt tên người ta kỹ là Nhật Huy kêu Nhục quê. Sửa là gì chứ tên sửa của sửa là tên gì? Tên là gì? À Ngọc Diệp. Dạ Ngọc Diệp. Ngọc Diệp, Ngọc Diệp. Xin lỗi đi. Chuyện qua đầu cũng đưa xin lỗi. Xin lỗi. Con xin lỗi con không? Không có gì hết trơn. Con nít vậy đó, nhiều khi chuyện nó chuyện hồi quên quên. Không, nó quen á, thân quen cái nó chuyện vậy. Phải tập đó. Mới không có. Phải nhắc, phải luôn luôn nhắc. Hai con với em một cây rồi, con như ăn hai cây. Con hết rồi. Con nấu cơm cho hai con ăn chưa? Sữa, nấu cơm cho hai con ăn chưa? Tụi biết nấu cơm luôn hả? Giờ mình đói bụng quá, mình ăn này mình vẫn còn đói nè. Ăn. Mình muốn ăn cơm. Được không? Cô về nhà cô ăn. Mình muốn ăn cơm, không biết trà sữa có gì cho mình ăn cơm không? Dạ con lấy. Dạ con lấy nữa. Lấy gì nữa? Con mua mang ra hết nha. Mang hết luôn. Nhà có gì mang lên hết luôn. Thôi, yeah, còn đồ ăn. Con ăn đói thôi. Đói chết bà luôn. Cái đó là con ai? Con có cái này nè, em có cái nè. Chốt cái quần lắm nha. Ờ, cái quần lắm. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại. Ừ, trời. Bất ngờ quá. Mở phai đó. Mở phai. Nhanh nữa. Con nhanh nhắm mắt lại. Đâu? Trời ơi. Đó. Đó rồi, giờ ăn hết của sữa rồi. Sữa còn gì ăn hết được không? Cô Mai đúng giống rồi, cô giáo mầm non luôn. Thôi chết rồi. Các bạn ơi, cô đói quá rồi. Bây giờ cô phải làm sao? Cô giáo mầm non. Không. Không có lấy mật ong con. Rồi nói vậy chứ họ mang ra hết nha. Không, con vô con lấy cái bịch đi cho con được. Cô đựng chút cô mang về chứ cô ăn không hết. Được không? Ăn đầy hồi, phải không con? Không có cho mang về không? Được có cho mang về không? Không. Không hả? Dạ không. Dạ không. Để sao vậy? Để con nha, để con ăn nha. Các bạn. Cho ốc tiêu cái con cái nha. Ăn quên đưa con. Con ăn không? Ăn. Sữa ăn không? Không phải bóc nha. Con lên lấy cái bịch nha. Ăn không? Dạ, để con có cái bịch. Trời ơi. Đây này cô. Hai bình sai người. Ôi quên. Ôi quên. Sữa. Con thiệt tình quá ha. Trời ơi. Trời láng luôn. Quá là trời, hôm qua nhà sữa. Wow. Trời ơi, đã chưa? Cô ơi, đâu cho con lên một cái bịch nè.
cho ngon một cái hai hộp này hai hộp kia. Chết rồi, quá trời là đã rồi. Thôi mấy cái này ở đây. Wow. Không? Cho con anh đôi dép đi, hôm nay con anh đi trên đất tới nè. À trong nhà mình còn gì không? Cho con anh xin đôi dép nha. Trời ơi trời, nhà con có cái này thì đây có hai đồ chơi nữa. Hai con. Trời ơi, sướng quá trời, gấu luôn, cho con anh một con gấu nha. Nhà mình không có gì chơi, trời ơi, đây quá trời luôn. Ê, mình tự lấy được không? Không. Cho con anh một con gấu nha. Cái bông con, cái bông con nhỏ. Con nhỏ hả? Không, cái bông con gì sợ. Không hả, cho con cô cái này đi con. Bạn này muốn về nè, bạn đỏ này muốn về với cô Ngân nè. Không. Nó thích con đỏ đỏ nè. Trời ơi. Nó thích con rồi. Tủ, sữa có một tủ gấu luôn, quá là đã luôn. Đâu giới thiệu một con. Lấy một cái nha. Có con này bự đẹp nè. Thôi. Thôi hả, bây giờ. Bây giờ. Con không còn đó. Sữa phải bỏ sao cho đầy cái túi này nha. Bỏ đầy đầy cái túi này nhiều người con anh mới về được nha. Mày thích cái con đỏ nè. Wow, bạn gấu dễ thương quá nè. Chết rồi. Trời ơi. Wow, em mua sữa thật sữa. Cũng được lắm. Ông bà của chú cho sữa không á? Đã quá rồi. Má Hương Anh chọn cái con hảo mập. À, con Anh chọn rồi. Con thôi. Ôi, đẹp quá hả. Tìm thêm. Quá trời đồ luôn. Qua được cho đồ ăn và đồ chơi nữa. Còn gì cho được không sữa? Có nhà còn gì nữa. Con ơi. Bãi đâu con? Wow, đúng rồi đó, bãi bỏ đi lên túi cho con Ngân. Ở đây cô Quyên, cô thấy cô Quyên khóc luôn á. Cô Quyên tặng lại quà sinh nhật cho sữa. Đây cô Quyên tặng không nè. Nhẫn nè. Quá trời nhẫn. Ở đây đây cái con đây con nha. Trời ơi rồi. Không có để được nổi luôn. Đây đi đi vô. Đeo vô đeo vô. Đeo món nào? Món này đi, món này đi. Trời ơi đẹp chưa? Cho con một cái thôi. Quá là đẹp luôn cô Ngân ơi. Đây. Rồi tới ốc tiêu nữa nè. Đó. Ôi trời ơi, cái này gì đây? Cái màu xanh xanh đỏ này là cái gì vậy? Bóng hả? Rồi thông, đeo món nào đông lên đấy thừa chật quá không được. Đeo món út, đeo món út. Món út là món nào? Đây con út, đây này con út đây nè. Đó, đúng rồi. Đấy. Ta cơ cái này. Con. Rồi đây cái con hết. Bây giờ con chút chờ con chút. À đợi con chút hả? Xin nghĩ lại hả? Cho một cái hả? Thôi cho nguyên hộp đi, nguyên hộp nó mới vừa cái túi. Bà quá. Lát con em về thiệt nha. Chai hả? Con chai hôm nay con còn dạy. À không phải của sữa đi, sữa không cho được đâu. Ướt thật quả chai. Wow. Con chào cô Ngân. Con chào cô Ngân. Con chào cô Ngân. Ơi, đừng lấy cái này. Con cho con cái này nè. Cái này là của con bé con trai. Hay cho cô Ngân con cá vậy? Đây đây đây, con cho cô cái này nè. Đâu cho gì nữa nào? Cho cái bình này nha. Bình này đẹp nè. Thôi. Thôi hả? Nặng lắm á. Nặng hả, nhưng cô bê được. Đâu còn gì. Wow, giờ đến lượt mở tủ lạnh. Đâu quá trời ăn á. Má chồng đóng kẹo nè. Wow, thôi cái đó cô Ngân có rồi, lúc nãy sữa mới cho rồi. Không, quên. Con có ưu lông. À, ưu lông hả? Quá. Quên hả? Bả nhanh. Có giấy kẹo có cô nè. Rồi, rồi, đây, 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 rồi, đây, trời ơi. Tủ lạnh nhà sữa đã được. Mà cho đều nha, cho đều. Đúng rồi. Bội thu rồi. Thôi, một cái. Ừ, bỏ đây, bỏ đây. Một cái nó bị lẻ. Chút rồi bỏ lại. Con có kẹo nè. Con có cái gì vô tay nè. Thôi, được rồi, được rồi, được rồi. Cái trong đó được rồi đó. Được rồi sữa. Nó. Thôi được rồi, bỏ đi. Bỏ đi. Được rồi, uống được rồi. Hay không, rồi. Không lấy được nha. Hai đứa khôn ghê, không hỏi mình luôn. Không hỏi mình tiếng. Hai đứa khôn. Thấy nó xả ba người. Thôi chứ ai cho con ai này hả? Ôi, con có một nồi. Nhưng mà sữa có một cái hà thì con Ngân có kia rồi, đúng không? Cửa lại con. Đóng cửa tủ lạnh con. Cảm thấy đủ rồi đó. Đóng cửa tủ lạnh con. Sữa. Cảm ơn sữa nha. Cảm ơn đồng chí sữa nha. Cô Mai đi về được không? Bây giờ mình đi về được không? Mới mình đi chơi 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 ch
giờ ai đi tìm ai nhắm mắt? Con ăn. Con ăn đi tìm hả? Con ăn đi tìm. Con ai giờ sửa nhắm mắt hả? Không. Sao? Đi chạy. À mình chạy. Trốn. Nhắm mắt lại. Mình trốn xong ngoại rồi. Nó phải nè. Nó tay đóng cửa lại không thấy à? Nước mỏi cái đầu là gì vậy? Con lên chưa đi tìm bạn chạy ra rồi. Xin lỗi. Đây nè. Đây đi. Đâu đó. Đâu đó. Rồi mình lên lại nha. Nè nhắm mắt kỹ lại. Hay là đi con đi. Đây. Thôi để con lên tìm cho con đi trốn đi. Nhắm mắt lại nha. Rồi. 5 10 Trời ơi. Rồi mê chơi luôn rồi. Đi chỗ khác đi. Nó mở tiếng. Trốn mà còn lấy rõ vô miệng. Con không có đồ chơi nữa. Ôi, đi mà. Không, không được, con không rồi. Gì đâu? Gì? Đâu hả? Con có đồ chơi nè. Nó bay nè. Ây, ghê. Ghê. Mẹ có cần chồng đó không? Con được tìm được chưa ta? Con đi tìm được chưa? Đi cho con cứu. Coi chừng con Ngân đi bị lạc đó. Đi con cứu. Con Ngân đi tìm mà con Ngân bị lạc rồi sao? Trời ơi, lên tiếng rồi, con Ngân biết xem nào. Để con Ngân hỏi chị á, trả lời đi. Dạ không có, con bị lạc rồi. Cái bà gì đó? Nói lại đi. Con không có đây đâu. Con Ngân tìm chỗ khác đi. Cô Ngân tìm chỗ khác đi. Cô không có ở đây. Con đây rồi với cà Hương là không có đây đâu. Đi tìm chỗ khác đi. Rớt bây giờ mình ra ngoài đi. Thông minh quá à, sửa trốn vậy sao tìm được. Nói vậy sao ta tìm được trời. Thôi mình biết. Giờ mình ra coi thử coi con Ngân có bị lạc không. Biết con Ngân đâu rồi. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Không đi. Ở trong. Con Ngân bị lạc rồi đó. Mình ra mình coi con Ngân đâu rồi. Giờ mình tìm lại con Ngân ơi. Giờ đi tìm con Ngân thử rồi. Không con Ngân. Giờ mình tìm con Ngân thử rồi. Không con Ngân. Ủa sao không nói. Ê chạy lên. Rồi lâu mới chơi trò chơi tính tiệm mừng ghê không? Chơi với lại con Ngân với con Mai đi rồi chào tạm biệt bà chú đi. Chơi mình má mới về tiếng. Mệt lắm, mệt chơi lắm. Nhà chơi nó hồi mệt luôn. Có sợ cái này của cô Ngân không? Chơi. Mệt lắm, không ai chơi chân á. Mít nó nói thích gì á. Dạ thôi cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều đã theo dõi video của Phương Dược Con. Kính chúc quý bà cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe để cho mấy cô cháu cùng nhau chơi. Rồi bye bye con. Bye bye. Cảm ơn. Bye bye. Bye bye. Bye bye.